Rụng quá trời luôn mọi người. Đây cái quả này nó rụng nát bét ra này. Nát bét quá rồi. Dùng cái gốc này nhiều này. Sai quá trời này, thấy không? Quá trời cái đất luôn. Đây. Còn nhỏ xíu này. Ăn luôn này. Ngon. Nhìn này. Còn ghê chưa? Ghê chưa? Chín em. Quá là chín luôn. Quả này gần chín này à, mọi người cứ rung ấy nhỉ mọi người. Khi mà gần chín cái cuống nó rất là mềm và nó sẽ tự rụng. Quả này cũng gần chín này. Đây, hai quả này. Đây, quả này ngon này. Mình sẽ bóc ra nha. Ăn thì lựa vỏ ra nha mọi người. Ngọt ghê, chín cây ngọt lắm. Ngon quá. Đó là rụng quá trời rụng luôn này. Còn quả mới rụng không nha mọi người. Đây là cây hồng xiêm Sabuche. Không tiếp này. Trời ơi, nó rụng kìa, trời ơi trời. Này. Này. Đây nữa nè. Toàn bộ là chín hết rồi nha. Đây nữa nè. Đó, thấy không? Đây. Đây, đó. Sai không? À, cái cây này nhà mình tính tuổi đời cũng rất là lâu rồi. Hai mươi mấy năm rồi. Đây, con này gần chín luôn, hái luôn. Đây nữa này. Chín rất là nhiều rồi. Đây là cái thu hoạch mà sau 5 phút của mình nha mọi người. Đây, nhiều ghê không? Cây này. Nắng quá. Về quê thì nắng quá. Ok. Ở đây là thu hoạch của mình. Nhiều. Nó rung mới một chút rồi, 5-10 phút rồi. Ok, mình để đây ăn dần. Quả này xanh á. Tươi đây này. Đó, nó hơi chát, quả này hơi chát. Nó tươi. Đi dao mà gọt ăn, đi dao gọt ăn. Nát nát nhiều. Ngọt lắm con ạ.
Nè, ngọt chứ. Để mẹ lấy cái rổ vứt đi. Bố mình hái và ủ ở trong này rất là nhiều, đâu rồi không biết. Đây là thùng này, đó, thùng bố mình ủ ở trên này này, mười mấy ký ở trên này. Cái này bố đấm bao giờ đây? Đấy, hôm qua. Qua hả? Đây đấm hôm qua này. Bộ, đó, này chưa chín. Cái này vẫn còn xanh, khoảng vài ngày nữa thì bắt đầu nó hấp hơi và nó mới nóng, nó mới chín được. Còn này quả to không à? Cái này nhà mình không bán nha, ai ăn thì cho thôi. Cái này 15 kg, chín một lúc, ai ăn đến xin, ai ăn liên hệ. Giờ trên này có một quả đu đủ chín nha mọi người, giờ mình sẽ hái xuống không để nó thối ra. Để lấy cái ghế đã. Ok. Đây này mọi người. Ok. Đây quả đu đủ này, còn hai quả nữa. Không ngã. Và ba nông thiêm không hái quả đu đủ và... cây nhà đấy, cây nhà lá vườn bán đây bạn này, nó rung vài phút rụng quá trời luôn này. Rụng quá trời bạn này, mấy quả này ngon ngon này. Đây hồng xiêm chín gọt cho bạn. Sáng ngày đã vào tao cũng gỡ được mấy quả. Cái quả này chín hết chưa nào? Chín. Này ngọt lắm rồi. Cái này nó chẳng có hột, ít hột nữa. Ít hột đó. Duyên chưa về à? Hôm qua hái vẫn hột. Có một hột rồi. Ít hạt. Ngon quá. Thế nhá. Ai muốn ăn hồng xiêm hoặc là sabuche liên hệ mình. Ok, cái này mình cho luôn. Bây giờ cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Xin cảm ơn. Giờ ra ăn cái đã. Nhiều lắm. Nó đi học về. Bán đi, để con mang cái này ra. Ui, quả này ngọt ghê. Nó chín tới ngọt. Đợi bé về.